Mèo báo đi bụi làm cả nhà lo lắng khóc hết nước mắt. Bye, have a great time. Chú mèo này xứng đáng nhận giải báo đời nhất năm. Chỉ vì chuyến bỏ nhà đi của nó thôi đã làm cho ông bà đến cả con sen phải khóc hết nước mắt. Theo camera theo dõi, tầm 8 giờ sáng hơn ngày 11, chiếc mèo này đang ngồi trước ban công rồi bỗng dậy ra ngoài. Từ đó đi biệt tích đến tận chiều. Bình thường em không đi chơi lâu đến như vậy, hôm nay lại như thế nên mọi người đều vô cùng lo lắng cho em. Vậy là từ chiều cho đến tận đêm, cả nhà cứ thay phiên nhau đi ra ban công để tìm hình bóng của nó, nhưng vẫn không thấy ở đâu cả. Nguyên một đêm lo lắng và tìm kiếm vẫn không có kết quả. Bố của cô nàng nói rằng chắc em sẽ không về nữa, kêu cả nhà đừng hy vọng. Mặc dù nói như vậy, nhưng giữa đêm cứ chút xíu để xem thằng cháu nhà mình có về không cũng đủ để hiểu người ông này lo lắng thế nào cho cháu mình. Cả nhà cô gái đã thử hết cách để kêu em mèo từ việc mở nhạc nó thích rồi thỉnh thoảng sẽ đi kiểm tra. Đi này bác, đi này bác, đi này nè, thôi, đi này nè. Đến tận sáng sớm hôm kia, tức là sau hơn một ngày, thì nghe tiếng mèo kêu rất to. Lúc này cả nhà liền hốt hoảng đi tìm. Em trai của cô nàng còn leo lên cả nóc nhà để tìm con báo ấy. Kết quả là nó đã bị kẹt ở trên nóc nhà hàng xóm. Cuối cùng phải đập luôn cái quạt hút để cho nó đi xuống. Có trời đâu hả, bấm gì không? Thầy đi rồi chở mua đá ỉa, rồi có đá ỉa được không? Mặc dù có thằng cháu báo quá trời báo, nhưng khi đón được nó rồi, ông bà lại không trách một câu, chỉ chửi yêu bữa giờ đi đâu. Còn bà thì lo lắng không biết ẻm đi vệ sinh ở đâu rồi, có đi được hay không nữa chứ. Sau vụ việc làm đau tim cả nhà, mọi người đã quyết định giăng một tấm lưới ở ban công, ngăn con báo này chuồn ra ngoài như trước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé!